Xin chào toàn thể tất cả anh em trên toàn quốc nha. Hôm nay bên em là Quyết Bắc Giang lại giới thiệu đến tất cả anh em cùng tất cả các bác là hai cái mẫu máy mới hàng Lifan và Longzin. Đấy, con này một con bên này 150, con bên này là 130 nhá. Thì anh em xem kênh thì anh em bớt chút thời gian, anh em cho kênh một nút like, các bác cho kênh một đăng ký kênh thì sau các bác có thể xem lại bên em ngày nào cũng lên video. Đấy, nó rất chi là hay, phải chuyên mục máy, phụ tùng ba bánh, xe chế, rồi xe lưng, tẩy điện, nói chung là đầy đủ hết cả. Đấy, mà anh em có như muốn nhận order cái dòng gì thì bên em đều có hết nhá. Máy cũ, máy mới bên em đều có. Hai số trực tiếp mua hàng bên em đây là 0364011683 và 0983198883. Thì hai cái mẫu máy này là hàng nhập khẩu nội địa nhá, chứ không phải là hàng sản xuất tại ý là xuất sang Việt Nam đâu, hàng là hàng em nhập trực tiếp nội địa Trung Quốc. Nên là chất lượng máy nó rất là tốt và chạy nó rất là ngon. Đấy, thì anh em mua được thì anh em cứ kết bạn Zalo, anh em chưa mua anh em kết bạn Zalo đăng ký kênh. Anh em mua cái điện trực tiếp em trả báo giá luôn đây thôi, thì các bác cứ điện trực tiếp bên em, bác mua thì em báo luôn. Đây. Đây là con Lifan 150 lòng khô. Nó đặc biệt cái dòng này nó lại lắp cho con khung Wayzim là vừa đét luôn. Đấy, nó chạy rất chia bốc và khỏe. Đấy. Con này là hàng máy nội địa nhá. Đây, cái form máy là form máy mới nhá. Đấy, form máy mới đây. 150. Đấy, cái hơi của nó đây, hơi 150 nha các bác nha. Đấy, máy rất chi là chất và đẹp. Giá trên 6 triệu một chút thôi. Nó đặc biệt là cái cốt này nó dài này. Đấy, cốt dài anh em lắp ba bánh được, hoặc là anh em lắp xe Wayzim. Đấy, cái khung này là khung hai lỗ nhá. Thì nó lắp vừa xe Wayzim, lắp vừa hết cái dòng Honda. Cứ dòng Honda các bác lắp được. Đấy, thì còn dòng Sirius hoặc là SYM hoặc là Enzo thì anh em phải chế lại tai khung nhá. Thì trong này nó đã có nhớt bảo quản hết rồi, thì về các bác muốn tốt nữa các bác thay cho cái nhớt cắt chôn mà ok hết. Còn đây, hàng này nó đóng hết logo Lifan hết đi nhá. Đấy, form máy mới mà côn một lồi. Đấy, chứ không phải côn hai lồi đâu. Đấy là đầu bò 4 ốc. Đấy, nó rất chi là khỏe. Đầu bò nhỏ nhưng mà tay biên lớn, nó chạy rất chi là bốc. Và những cái phụ tùng thay thế thì các bác cứ lưu số trực tiếp của bên em vào. Là sau này có hỏng thì các bác cứ điện lại bên em đều có hơi, điện, rồi tất cả mọi thứ thú số này bên em đều có để thay thế hết nha các bác nha, đều có thay thế hết. Rồi thì tiếp theo em giới thiệu con thứ hai sẽ là con Longzin 130. Đấy, em quay qua một tí con này nha. Đấy, các bác nhìn thấy máy đẹp long lanh luôn, máy mới đập thùng. Cái này từ đầu năm giờ em bán cỡ tầm 300 con này anh em nha. Đấy, nên là cái chất lượng rất là tốt, anh em lấy lại rất là nhiều. Mình này em nói chung là các bác em bên em toàn kênh máy cũ máy mới, nó dàn trải nhiều quá, lâu lâu bên em mới về được 10 con 10 20 con. Các bác nhanh tay đặt hàng nhá, thì còn không thì các bác phải đợi một thời gian sau, vì cái này có mỗi bên em phân phối thôi nên là chả có ai cả. Rồi chôn kia lên đi. Đấy, phân phối lên là các bác đặt thì bên em có Shopee này, trên Shopee được lấy. Có đây là con máy Longzin đây, ISO 9001, máy sản xuất hàng chính hãng nội địa của Trung Quốc nhá. Đây. Đấy, giấy tờ nó đầy đủ hết mà có tem này. Đấy, trong quy Longzin, rồi có mã QR code ra khỏi xuất xưởng nhá. Đấy, máy các bác nhìn những nước sơn nó quá là đẹp luôn. Đấy, con này thì là bên em con này là Longzin 130, con này là lắp cho Wayzim nhá. Còn cái này là nó lắp cho tất cả dòng xe Wayzim được hết. Đấy, lắp lên thì các bác chạy thì mượt luôn rồi. Đấy, cốt 17, cốt dài nhá. Nếu mà anh em lắp ba bánh thọc phát sâu vào luôn. Đấy. Còn nếu anh em lắp hai bánh thì cái này nó vẫn đến ngực đây. Hoặc là anh em về anh em không cần, anh em cắt bớt đi một tí là được thôi. Nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn máy thì chất lượng khỏi bàn. Hàng nội địa Trung Quốc ra thì nó mới có chữ Trung Quốc nha. Còn nếu mà hàng xuất sang Việt Nam thì là cái form máy nó in vớ vẩn, ba lăng nhăng lắm, thì nó không được chính hãng. Thì còn bên em là nhập chính hãng từ công ty ra nha, nên là chất lượng máy nó rất chi là tốt. Đấy, anh em sử dụng nó yên tâm và đảm bảo, mà hàng em sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy, 6 tháng nha các bác nha. Đấy, anh em nhanh tay mua thì cứ điện trực tiếp cho bên em nha. Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy mới cũ rồi các thể loại luôn. Đấy, bên em anh em mà cứ đến với kênh của bên em thì nó có hàng nghìn video. Đấy, anh em có thể xem qua về cách độ chế xe ba bánh này, tời điện này, motor điện, rồi tất cả các loại nhiều lắm anh em. Anh em vừa xem và tham khảo nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá, cho kênh một nút đăng ký kênh. Đấy, thì con này máy mới thì em không phải tải nhiều nữa cả.
Cái giá máy thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại nhá. Thì là anh em mua thì anh em cứ xem qua đây. Đấy, quay chi tiết thế này rồi đấy. Còn bên em giới thiệu sản phẩm thì chi tiết lắm rồi. Đấy, anh em có nhu cầu mua thì alo cho bên em nhá. Rồi, thân ái chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc.